Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Thêm 2 người tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam. Có những hệ lụy gì khi Mỹ không mời Việt Nam dự thượng đỉnh dân chủ? Thủ tướng Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền để thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Một nữ sinh ở Hà Nội và một nam sinh Bắc Giang đã tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 Pfizer của Mỹ, tiếp sau vụ 4 công nhân ở Thanh Hóa thiệt mạng sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Các chuyên gia y tế cho biết đây là một sự cố nghiêm trọng, cần làm rõ để tránh hoang mang cho người dân. Trang VN Express hôm 29 tháng 11 dẫn lời ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết một nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tín tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer, nói rằng hội đồng chuyên môn đang họp, chưa kết luận về nguyên nhân. Nữ sinh này tiêm mũi 1 vaccine Pfizer vào sáng ngày 27 tháng 11 và đến tối thì gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cấp cứu trong đêm do sốt cao, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đến sáng ngày 28 tháng 11 thì không qua khỏi. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho hay, một nam sinh 16 tuổi ở trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 2 tiêm vaccine ngày 24 tháng 11 và ngày hôm sau tử vong do sốc phản vệ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi xảy ra sự cố tiêm chủng, hội đồng chuyên môn đã họp để đánh giá sự cố. Bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID là do cơ địa. Quá trình tiêm vaccine, cán bộ tiêm chủng tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế, bà nói. Trước đó, 4 nữ công nhân thuộc công ty giày Kim Việt ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa chết do biến chứng sau khi tiêm vaccine Verocell mũi 2 ngừa COVID-19 hôm 23 tháng 11, trong khi 11 công nhân khác phải cấp cứu do sốc phản vệ. Sài Gòn giờ được gọi là bình thường mới vì hiện vẫn có khoảng 1.000 ca F0 COVID bị lây nhiễm mới mỗi ngày. Dọc trên đường phố thỉnh thoảng lại có sợi dây giăng, tấm bảng đỏ thông báo gia đình có F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, xung quanh hàng quán, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Ông Đức ý kiến. Bây giờ cũng tăng nhưng mà nhà dân người ta được kích 2 mũi nhiều á. Được tiêm 2 mũi á, thành ra cái sự nhiễm nó cũng hạn chế, mà nếu có là cũng kỵ bệnh nó cũng mau. Thành ra cái tình trạng mà sợ nhiễm quá thì ở nhà không làm gì, bắt buộc phải đi sống chung với dịch thôi. Và nếu có ca bị nhiễm thì cũng điều trị nó cũng mau hết. Chứ không như hồi đó, tập trung rồi này nọ rồi thở máy để đồ thì ít đi. Đa số là người ta từng tuần lễ hay là 10 ngày ta hết à. Đó, cái vấn đề bệnh COVID bây giờ nó nhẹ vậy đó, thành ra dân người ta cũng đành lòng sống chung với dịch thôi. Để gọi là đành lòng sống chung với dịch, theo ông Tư Đông, giờ ai nấy đều ý thức về khuyến cáo của cơ quan y tế. Nguy hiểm lắm, nhưng mà không đi làm ăn thì lấy gì sống, đúng không? Cho nên phải làm, chú ngừa 2 mũi rồi, nhưng mà phải tuân thủ 5K, tới đâu tới rồi, bây giờ sao giờ. Ông Tư Đông kể rằng người ta hay nói với nhau vào lúc này để có thể hình dung về dịch bệnh là Sài Gòn giờ ai cũng F1, bởi số ca nhiễm mỗi ngày thật sự không biết được ai là F0 khi đang đối diện mình, nên ai cũng sẵn sàng nâng cao ý thức bảo vệ mình hơn. Trong tâm thế đó, nên giả dụ có bùng dịch COVID đợt thứ 5 thì cũng không mấy hoang mang như trước nữa, ông Tư Đông nói. Dù mà dịch bệnh thứ 5 thì cũng có thể xảy ra đâu. Bây giờ cái tình hình này nó căng lắm. Giờ dịch bệnh nó không hết, không giảm, không hết hẳn thì nó sẽ lây lan thôi. Hơn nữa là cái virus Delta trên thế giới bây giờ tùm lum hết trơn. Từ đầu tháng 11 tới nay, số ca COVID mắc mới đang có dấu hiệu leo thang từ việc mọi người tự do thông thương, tiếp xúc nhiều hơn nên số F0 tăng. Dù vậy, đời sống kinh tế vẫn bắt nhịp sôi động vì ai cũng ý thức mang khẩu trang khi giao tiếp với nhau. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới,
www.who.int. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh www.cdc.gov. Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết rằng Việt Nam sẽ tăng cường các biện pháp để đảm bảo nhân quyền nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, theo Nikkei Asia. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đưa ra cam kết như vậy khi phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản tại Tokyo trong chuyến thăm Nhật Bản vào tuần trước. Đảm bảo an toàn cho con người là cơ hội cho các nhà đầu tư. Thủ tướng Việt Nam được Nikkei, tuần báo có trụ sở ở Tokyo, trích lời nói tại hội nghị trong ngày cuối cùng công du Nhật Bản hôm 25 tháng 11 sau khi gặp mặt Thủ tướng Fumio Kishida. Nhân quyền và các vấn đề xã hội đang ngày càng được xem là quan trọng đối với các công ty toàn cầu khi tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng, theo Nikkei. Nhiều công ty sản xuất đồ may mặc đã ngừng nguồn cung cấp cốt tông từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tôi muốn tăng cường triệt để cải cách hành chính và diệt trừ tham nhũng để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, ông Chính cam kết. Đưa tin về hội nghị này, truyền thông Việt Nam không nhắc tới cam kết của ông Chính về nhân quyền. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy Nhật Bản là nước cung cấp ODA, tức là vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, với khoảng 27 tỷ đô la và là đối tác lớn thứ hai về vốn FDI, tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài, với lũy kế đạt 64 tỷ đô la. Theo Thông tấn xã Việt Nam, viện trợ ODA mà Nhật Bản dành cho Việt Nam chiếm gần 30% nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức mà chính phủ nước này cung cấp cho các nước trên thế giới. Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản cho biết ODA trong 30 năm qua của Nhật Bản đã giúp Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo cũng như công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Mỹ không mời Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về dân chủ sắp diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi công bố danh sách các nước được mời hôm 23 tháng 11. Sẽ có 110 nước tham gia sự kiện được tiến hành qua mạng vào 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Một chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định với VOA rằng động thái của Mỹ có ảnh hưởng hạn chế đến Việt Nam, trong khi một chuyên gia pháp lý cho rằng nó làm cho Việt Nam bị bẽ bàng và có những tác động sâu xa, thậm chí là ở tầm chiến lược. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao ở Singapore, và ông Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Đài Loan và quản lý hai tổ chức liên quan đến pháp lý, nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam tham gia thượng đỉnh dân chủ do Mỹ chủ trì là điều được tiên liệu từ trước. Hai ông Hiệp và Long chỉ ra lý do là hồ sơ về dân chủ tự do của Việt Nam còn có quá nhiều mảng tối hơn là những mảng sáng, lâu nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và Mỹ chỉ trích. Đây là lần đầu tiên có một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dân chủ như thế này, và đó sẽ là phép thử về lời quả quyết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông Biden nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để mặt đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu. Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không có tên Trung Quốc và Nga. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và sau đây là phần tin quốc tế. Biến thể Omicron của virus corona đột biến mạnh có thể lây lan ra toàn cầu và gây ra làn sóng lây nhiễm cao với hậu quả nghiêm trọng tại một số nơi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ngày 29 tháng 11. Vẫn theo WHO, dù chưa có ca tử vong nào vì biến thể Omicron được báo cáo, nhưng cần nghiên cứu thêm để đánh giá khả năng biến thể này chống cự lại sự miễn dịch mà chúng ta có được vì đã bị nhiễm COVID trước đó hay do vaccine đem lại. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, dòng lên hồi chuông cảnh báo cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron đột biến cao cho thấy tình hình nguy hiểm và bấp bênh như thế nào. Dự trù số ca bệnh sẽ tăng. WHO kêu gọi 194 nước thành viên đẩy nhanh tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên cao và đảm bảo kế hoạch duy trì các dịch vụ chăm sóc y tế. Biến thể Omicron được báo cáo lần đầu tiên hôm 24 tháng 11 tại châu Phi và hiện đã lan tràn sang hơn chục nước, khiến nhiều nơi ban hành lệnh giới hạn du hành.
Nhật hôm 29 tháng 11 cùng với Israel loan báo sẽ cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài. Ba Lan cùng ngày tuyên bố từ đầu tháng 12 sẽ cấm các chuyến bay tới 7 nước châu Phi, bao gồm Nam Phi, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Namibia, Botswana và Eswatini, các nước mà biến thể Omicron đã hiện diện. Đồng thời, Ba Lan cũng gia hạn thời gian cách ly với những người trở về từ các nước này lên thành 2 tuần. Đáp lại, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 29 tháng 11 kêu gọi thế giới chớ ban hành các lệnh cấm du hành phi lý và phi khoa học, làm tổn hại kinh tế các nước đang phát triển. Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 29 tháng 11 tuyên bố Trung Quốc sẽ cung cấp thêm 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID cho các nước châu Phi nhằm đạt mục tiêu năm 2022 phải tiêm chủng 60% dân số lục địa này. Trung Quốc đã cung cấp cho châu Phi gần 200 triệu liều vaccine. Cam kết mới về 1 tỷ liều vaccine nữa được đưa ra trong lúc mọi người đang quan ngại về sự lây lan của biến thể mới Omicron vốn được phát hiện đầu tiên ở phía nam châu Phi. Trong diễn văn qua video khai mạc diễn đàn hợp tác châu Quốc châu Phi, ông Tập cũng hứa hẹn đôi bên sẽ hợp tác trong những lĩnh vực như y tế, sáng kiến kỹ thuật số, phát triển xanh và quảng bá thương mại. Chủ tịch Trung Quốc cũng dự báo tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ châu Phi sẽ lên tới 300 tỷ đô la trong 3 năm tới. Châu Phi là một trong số các nguồn cung cấp dầu thô và khoáng sản chính cho Trung Quốc. Các cuộc đàm phán nhằm vực dậy thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 tái tục tại Vienna ngày 29 tháng 11, trong khi các bước tiến của Iran về nguyên tử đang khiến người ta nghi ngờ về khả năng đạt được đột phá để đưa Tehran và Mỹ trở lại tuân thủ trọn vẹn hiệp ước này. Từ khi Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, Iran đã vi phạm các giới hạn đặt ra nhằm kéo dài thời gian chế tạo đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom hạt nhân từ 2 đến 3 tháng cho tới ít nhất 1 năm. Iran nói chỉ muốn làm giàu uranium cho mục đích dân sự, nhưng nhiều người nghi rằng Iran ít nhất đang tìm cách có đòn bẩy cho các cuộc thương thuyết gián tiếp với Mỹ bằng cách tiến gần hơn tới khả năng sản xuất một vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận hạt nhân giới hạn mức Iran có thể tinh chế uranium là 3,67%, nghĩa là thấp xa mức 90% để chế tạo vũ khí hay mức 20% mà Iran đã làm trước khi ký thỏa thuận năm 2015. Nhưng Iran hiện đang tinh luyện uranium ở nhiều cấp độ khác nhau, cao nhất là khoảng 60%. Thỏa thuận 2015 cũng quy định Iran chỉ có thể sản xuất hay tích trữ uranium tinh chế với trên 5.000 máy ly tâm thế hệ đầu tiên kém hiệu quả nhất tại một cơ sở là nhà máy làm dầu nhiên liệu dưới lòng đất tại Natanz. Lốc mạnh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 11 đã khiến 4 người thiệt mạng và gây thương tích cho 19 người khác. Văn phòng Thống đốc Istanbul cho hay trong số 4 nạn nhân tử vong có một người nước ngoài và trong số những người bị thương có 3 ca nguy kịch. Các chiếc cuồng phong với vận tốc lên tới 130 km/h đã xé toạc thành phố Istanbul, tốc trụi mái nhà, sật sập các bảng hiệu. Cùng lúc đó, các đợt sóng mạnh liên tục ập vào bờ, nước biển dâng cao khiến ngập lụt đường phố. Hãng hàng không Turkish Airlines báo cáo các chuyến bay của họ bị gián đoạn. Bosphorus, hay còn gọi là eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, phải đình chỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa. Hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản ngày 29 tháng 11 loan báo sẽ chi 17,59 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới để đẩy mạnh sản xuất xe điện, đuổi theo các đối thủ cạnh tranh trong một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất đối với các công ty chế tạo ô tô. Đây là lần đầu tiên Nissan, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 3 của Nhật Bản, tiết lộ một kế hoạch điện tử hóa sâu rộng. Nissan sẽ chi gấp đôi số tiền đã đầu tư cho thập niên trước để chiếm thị phần trong thị trường xe chạy bằng năng lượng điện, trong khi các đối thủ như Toyota và Tesla đang xúc tiến các kế hoạch xe điện của mình. Nissan cũng nhắm mục tiêu trong vòng 8 năm sẽ giảm chi phí pin cho xe điện tới 65%. Dù số xe điện đang vận hành trên đường phố vẫn còn ít ỏi, nhưng số đăng ký sử dụng xe ô tô chạy bằng điện trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng 41%. Một số xe điện có thể chạy hơn 600 km với pin sạc đầy trong khoảng 1 giờ. Những loại pin này chứa các lithium lỏng cộng với carbon mềm được gọi là than trì. Nhưng bước đột phá trong pin ô tô điện đang trên đà phát triển, pin lithium mới thay thế than trì bằng silicon là cát. Pin của Sila ra mắt ở dạng nhỏ trong thiết bị theo dõi sức khỏe Whoop. Điều này cho phép, trong trường hợp của chúng tôi, bổ sung khoảng 20% mật độ năng lượng trong pin. John Capodilupo cho biết, pin của Sila cung cấp rất nhiều năng lượng, giúp phiên bản mới nhất của thiết bị theo dõi sức khỏe này hoạt động. Và chúng tôi cũng đã thêm các tính năng và cảm biến mới, chẳng hạn như cảm biến theo dõi nhiệt độ da và nồng độ oxy trong máu. Nhưng nó không chỉ dành cho những thiết bị theo dõi sức khỏe. Đến năm 2025,
Silla có kế hoạch bán pin ô tô, giúp kéo dài phạm vi di chuyển của xe điện lên 40% trước khi cần sạc lại, mà không làm tăng khối lượng của xe. Một kim loại gọi là niobi có thể giúp pin xe điện sạc nhanh cho quãng đường 200 km. Đối với xe điện trong phạm vi ngắn hơn, chúng tôi có thể sạc đầy pin sau 5 hoặc 6 phút. Mark Newman cho biết, pin Neobolt cũng có thể giúp xe tăng tốc nhanh. Pin của Solid Power ở trạng thái rắn, nghĩa là không có bộ phận lỏng. Chúng tôi đang thay thế chất điện phân lỏng được sử dụng trong pin lithium thông thường bằng vật liệu dẫn ion rắn. Doug Campbell cho biết, nếu phạm vi hoạt động của xe điện là 500 km, thì một pin Solid Power có kích thước tương tự sẽ cho phép xe chạy hơn 700 km. Thêm vào đó, dạng rắn của nó ngăn ngừa hỏa hoạn. Nó làm giảm nguy cơ thu hồi xe là điều chúng ta đang thấy ngay bây giờ với Hyundai và General Motors. Solid Power có kế hoạch sản xuất pin ô tô cho người tiêu dùng vào năm 2025. Nếu chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ có vai trò trong việc thúc đẩy điện khí hóa phương tiện. Điều đó thôi thúc tôi, thật là hứng thú. Tất cả những nhà phát minh này đều nói rằng thế giới sẽ được hưởng lợi từ các loại pin đột phá để giảm ô nhiễm không khí và khí thải nhà kính. Món quà Giáng sinh thiết thực từ quỹ từ thiện của một mạnh thường quân gốc Việt, những khoản viện trợ tài chính của Sáng hội Kim My Dương được trao tặng cho người lao động nghèo ở vùng ngoại ô thủ đô Washington hôm 27 tháng 11. Nhận sự giúp đỡ lần này chủ yếu là các gia đình gốc Mexico và các bà mẹ đơn thân da màu có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người trong số này bị mất việc hoặc có thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả những khoản viện phí vì con cái hay người thân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Đây thực sự là một món quà ý nghĩa dành cho gia đình Miguel trong dịp Giáng sinh này. Miguel, bạn tôi, hiện đang làm phụ bếp trong một nhà hàng với 6 ngày làm việc mỗi tuần và mỗi ngày làm việc từ 10 đến 11 giờ đồng hồ. Nhưng dù vậy thì thu nhập của anh vẫn không trả nổi các khoản viện phí cho người thân trong nhà. Món quà này thật sự đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Tất nhiên, đặc biệt là cho gia đình Miguel, những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn ngay trước dịp lễ Giáng sinh này. Những phần trợ giúp tài chính này nằm trong chương trình của Quỹ Từ Thiện Kim My Dương dành cho các cá nhân và gia đình nghèo sinh sống trong vùng. Chương trình đã được triển khai từ tháng 6 vừa qua với sự chung tay của một số tổ chức cá nhân và thân hữu trong khu vực. Cho đến nay, chương trình này đã giúp đỡ được 70 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả người gốc Việt và các sắc dân khác, với hai mức trợ giúp là 500 và 1.000 đô la mỗi tháng. Và chương trình dự kiến sẽ được tiếp tục trong những năm tới đây. Tùy theo cái khả năng của mình và khả năng về tài chính của họ, nếu mà họ thường thường là những cái đơn nộp lại đó, thì mình sẽ đưa cho ban giám khảo, họ chấm, phải chấm nhưng mà họ xét, thì người nào mà yếu lắm hết thì mình cho 1.000, người nào mà không có yếu lắm thì mình cho 500, thì cho tới bây giờ thì mình thấy chắc là mình cũng sẽ cho được, một năm mình cũng cho được khoảng 100-200 người. Giáng sinh đang đến gần. Sau một mùa Giáng sinh khá trầm lắng khi dịch bệnh Covid hoành hành dữ dội vào năm ngoái, thì năm nay không khí Noel đã nhộn nhịp hơn trong lúc Covid đang từng bước được kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Các gia đình tại Mỹ đã tấp nập quay trở lại với những hoạt động mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này của năm. Và trong không khí mùa chia sẻ yêu thương, những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, kém may mắn cũng đang được các hội đoàn và cá nhân triển khai, trong đó có các hội đoàn và cá nhân gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, với mong muốn đem lại một mùa Giáng sinh ấm áp cho mọi gia đình. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Một loạt túi sách cao cấp hàng thiết kế hiếm thấy được đưa ra bán đấu giá trong tháng này tại London. Một số sản phẩm dự kiến có giá lên trên 100.000 đô la. Sự kiện đấu giá mang tên Handbags Online The London Edit
chào mời khách đấu giá cho tới ngày 23 tháng 11 với nhiều mặt hàng từ túi sách, hành lý tới phụ kiện. Trong số những điểm nhấn chính là những chiếc túi sách nhiều màu do nhà sản xuất đồ da xa xỉ của Pháp Hermès thiết kế, nổi tiếng với dòng sản phẩm Birkin và Kelly trên chục ngàn đô la. Dẫn đầu trong số này là chiếc túi sách của Hermès mô tả mặt tiền của cửa tiệm hàng đầu của Hermès ở Paris. Ra đời trong năm nay với số lượng giới hạn, chiếc túi này có giá ước tính từ 107.832 đô la tới 134.790 đô la. Các loại túi khác của Hermès bao gồm phiên bản giới hạn của chiếc Fauve Barenia and Box of Kellywood 22 có giá từ hơn 80.000 đô la tới hơn 100.000 đô la và chiếc túi sách da cá sấu bóng loáng Cocoon Porosus có nạm vàng 18 carat giá từ gần 70.000 đô la tới trên 90.000 đô. Các sản phẩm khác cũng được bán đấu giá kỳ này bao gồm chiếc dương của Louis Vuitton từ những năm 1890 có giá từ trên 40.000 đô la tới hơn 50.000 đô la và một chiếc ván lướt sóng làm bằng sợi carbon màu đỏ của Chanel ước tính từ 8.000 cho tới hơn 10.000 đô la. Dưới ánh sáng mờ, để không làm hư mẫu, các nhà nghiên cứu đã cắt lớp trầm tích đóng băng trong hành trình xuyên thời gian đến một hệ sinh thái trong quá khứ. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm môi trường thời đó như thế nào, điều kiện khí hậu lúc đó ra sao và sử dụng thông tin đó để xem giải băng Greenland có thể dễ dàng tan chảy dưới sự thay đổi khí hậu do con người gây ra trong tương lai hay không. Andrew Christ là một trong những nhà nghiên cứu tại kho lưu trữ loại băng ở Viện Niels Bohr của Đại học Copenhagen. Tại thư viện này, các mẫu, giống như mẫu mà anh đã cắt trước đó, nằm trên các giá để chờ nghiên cứu. Các lớp trầm tích bùn đóng băng từng nằm sâu gần 1,5 km bên dưới dải băng Greenland. Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã khoan chúng lên vào những năm 1960 như một phần của nỗ lực thiết lập một căn cứ quân sự ở đó. Các chuyên gia cho rằng những mẫu sâu đó là những mẫu duy nhất đáng để nghiên cứu. Tất cả các phép đo khí tượng và đo khí quyển mà con người đã thực hiện trong hơn 100 năm qua đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra. Cho nên nếu chúng ta muốn nhìn thấy trạng thái tự nhiên của khí hậu và sự biến đổi tự nhiên thì chúng ta cần phải đi ngược thời gian xa hơn. Bo Wittner của Viện Niels Bohr thuộc nhóm các nhà khoa học quốc tế sử dụng một kỹ thuật gọi là xác định niên đại phát quang để phát hiện thời điểm lần cuối cùng các khoáng chất được ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Cùng với các chỉ số khác, nó có thể hiển thị nhiệt độ khi băng Greenland tan ra trước đây. Kết quả ban đầu hồi năm 2020 cho thấy điều đó đã xảy ra trong hàng triệu năm qua. Christ nói với tư cách là các nhà khoa học, nhiệm vụ của họ là cung cấp cho thế giới một cuốn sách hướng dẫn. This is how the Earth works. Đây là cách trái đất hoạt động. Nếu bạn thêm quá nhiều carbon vào bầu khí quyển, nó sẽ trở nên quá ấm. Bạn sẽ làm tan chảy các tảng băng, bạn sẽ làm thay đổi thời tiết và điều đó sẽ khiến cuộc sống của loài người chúng ta trở nên rất khó khăn. Hoặc chúng ta có thể đi theo một con đường khác với ít carbon dioxide hơn trong khí quyển và một tương lai không bất định và khó khăn đối với chúng ta. Nếu được xếp liền nhau, các mẫu đông lạnh ở đây sẽ kéo dài hơn 20 km. Các nhà nghiên cứu giữ chúng liên tục trong tủ lạnh ở nhiệt độ âm 30 độ C. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2020, Greenland đã mất một lượng băng kỷ lục vào năm 2019, tạo ra đủ nước để bao phủ California dưới 1,25 mét nước. Người ta ước tính rằng nếu tất cả số băng đó tan chảy, mực nước biển sẽ tăng hơn 6 mét. Hello, I'm John Russell. In previous videos, I talked about the vowels E and I. E as in he, I as in is. I'll combine them, he is. The difference between E and I can be difficult for speakers of many languages. There are some similarities between the sounds. Your tongue is high toward the front of your mouth for both sounds. But there are important differences. Your tongue is slightly higher toward the front of your mouth for E. The sides of your tongue touch your upper back teeth for I. The most important difference is this.
E is a tense vowel, while I is a relaxed vowel. To make E, I have to use more tension. To make I, I use less tension. Some educators like to use rubber bands to show the difference. You can start practicing with the vowel by itself. E, I. Then try practicing with short words or phrases. He, she, me, is, ship, fit. Then try words and phrases that have both sounds. He is, feet, fit. After that, give your face a rest and drink some water. Keep up the good work. Welcome to English in a Minute from home. What's not to love about puppies? But what do you think this means as an idiom? Puppy love. Aw, Katie's son went on his first date the other night. Isn't it great when young people are in love? Jonathan, I think it's just puppy love. He's only 13. I doubt it's serious. You don't think they're on the road to a lasting relationship? Jonathan, he'll probably have a new girlfriend by the weekend. Puppy love refers to the strong feelings a person can have at the start of a relationship. It might seem like puppy love won't last, but sometimes it does. And that's English in a Minute. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is from the Crossrail Project, a train tunnel now being built in London, England. Artifact. The underground project to connect Heathrow Airport to the financial district has uncovered more than 10,000 artifacts. One special artifact is a bronze medallion from the year 245 AD. An artifact is a simple object made and used by people in the past. In science, an artifact is a substance or structure formed by humans, not nature. Sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt. Xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức đài VOA. Quý vị có thể cập nhật thông tin hàng ngày qua website voatiengviet.com, Facebook, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc YouTube VOA Tiếng Việt Video. Xin chào và hẹn gặp lại.